Tại Hải Dương, một vụ vận chuyển buôn bán linh kiện súng săn trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá. Trước đó, thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29H42725 do Nguyễn Quy Ninh, sinh năm 1990, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 23 thùng linh kiện súng săn, chủ yếu là van điều áp, kính ngắm. Lái xe khai được thuê vận chuyển số hàng trên từ Quảng Ninh về Hải Dương, giao cho chị Hà Thị Lụa, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Làm việc với cơ quan công an, Lụa đã khai nhận được một đối tượng tên là Qua ở Lạng Sơn thuê nhận, cất giữ và bán số hàng trên cho khách có nhu cầu. Tiến hành lệnh khám xét, thì lực lượng chức năng đã tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 146 kiện hàng, 37 bao tải chứa linh kiện súng săn mà đối tượng cất giấu tại kho chứa hàng và nhà người thân. Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Theo ước tính, thì số hàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng và có thể sử dụng để lắp khoảng 200 khẩu súng săn với độ nguy hiểm cao. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.